tên sóng á, giới thiệu anh em một cục dàn có chức năng giải mã. Có nghĩa là cục dàn này anh em có thể lấy tín hiệu quang từ trên mạng, từ tivi thông minh để giải mã vào cục này và suất âm thanh giải mã qua đường 3.5 phía mặt trước hoặc là lỗ AV out đằng sau. Nếu cắm đằng trước thì anh em có thể vặn được to nhỏ âm thanh. Còn ở đây cửa hàng đang test đấu loa trực tiếp để test cả tính năng chạy đĩa. Cục như thế này cửa hàng bán giá 2 triệu đồng anh em nhé, chạy full tính năng và đẹp xuất sắc luôn. Đĩa CD, đĩa MD đọc rất tốt. Anh em lưu ý là đĩa cửa hàng chỉ có để test chứ không bán đồ, không bán đĩa, cũng không có để tặng. Đang đọc đĩa MD, mắt đọc rất ok. Vậy tôi sẽ chạy đến tính năng đĩa CD này. Đang ghép vào đôi loa to bass 25, kể cả bass 30, loa Pioneer anh em vẫn đấu vào nghe nhạc vô tư nhá. Tất nhiên không bao giờ nó khỏe bằng âm ly đâu, nhưng nó vẫn đáp ứng được nhu cầu nghe nhạc hay trong phân khúc, trong phòng không gian kín hoặc là phòng ngủ, phòng làm việc. Đây là đấu một chiếc loa này anh em nha, dây loa tôi vẫn bỏ một cái ngoài nha, đấu một chiếc này thôi. Ok, còn bây giờ sẽ test đến tính năng giải mã. Khi chạy giải mã anh em bấm vào nút input này, đó, nó có các đường vào tín hiệu FM này, MDCD này, đường quang digital. Khi chạy giải mã nó có đèn tia báo. Chắc cây đổ mỗi chiều khu chiến mưa sụp sùi. Trong lòng dây nét quen xưa nghiêng đầu. Cách kết nối thì anh em cắm như xong. Góc cạnh đẹp hết và cục này đẹp xuất sắc. Có đường quang ra, đường quang vào. Khi chạy giải mã anh em quán vào đường quang in. Có đường ra xuất điện, số series là 2063. Điện 100V. Sản xuất tại Nhật 48W. Nếu anh em không thích cắm đường trước thì anh em có thể cắm đường AV out đằng sau nha. Cắm đường AV out đằng sau cũng suốt âm thanh ra được. Nhưng mà tôi thích cắm đường đằng trước hơn, đó là đường 3.5. Thì anh em có thể vặn volume nó to nhỏ được âm thanh suốt ra. Như vậy thì nó sẽ chỉnh được theo ý thích của mình. Bởi vì nhiều khi là tín hiệu âm thanh nó nhỏ thì mình có thể vặn to nhỏ được.